Công an huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ xử lý nhóm 31 thành thiếu niên mang theo các loại hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật. Bước đầu, cơ quan công an xác định do có mâu thuẫn cá nhân từ trước với nhóm thanh niên ở xã Hiền Quang, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ mang theo các loại hung khí nguy hiểm hẹn gặp nhóm khác để giải quyết. Cơ quan công an đã truy tập làm việc đối với 16 người, một số đang bỏ trốn có địa phương đã quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 8 người cùng có hồ sơ để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.